lúc đầu đi học á, là muốn nhân viên PT á, thì mình cũng rất là đắn đo, tại vì mình cũng nộp và phỏng vấn và được tư vấn nhiều nơi á. Nhưng mà tự nhiên mình cảm nhận được cái gì đó có duyên, tại vì cái ngày đó là ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần chứ, nhưng mà mình lên trển mình gặp được coach Mark thì trao đổi với nhau thì mình thấy ok, đây môi trường tuyệt vời, thì mình bắt đầu học và phát triển đây thôi. Lúc đầu vào học huấn luyện viên ở Đạt Academy á, thì mình được tăng tầm kiến thức lên cực kỳ cao luôn, và cái tư duy mình á được thay đổi cực kỳ lớn luôn. Mình không còn bị cô lập rồi nữa. Ôi, mình thấy kiến thức fitness sao nó rộng lớn quá, nhiều cái hay quá, mới mẻ quá đó. Từ đó mình tự nhiên mình bản thân mình thấy có giá trị hơn, tăng cái kỹ năng của mình lên thêm nữa. Bây giờ mình cũng vẫn tương tác với mấy coach, thì khi nào gặp khó khăn về chương trình huấn luyện hay là gì đó, mình cũng có thể tương tác với họ để nhờ sự giúp đỡ của họ. Tại bây giờ mình cũng thấy mình khá là ổn trên con đường đi của mình rồi. Khác biệt nhất đó đúng không? Đó là lối tập luyện, phương pháp tập luyện. Thì thật sự là nó chỉ tương đối thôi, không có gì mà tuyệt đối cả. Học ở đó mình mới biết được là thật sự người này tập cái bài đó đúng, nhưng mà đối với người khác, form của họ và tư thế của họ, cấu tạo cơ thể của họ lại khác hơn những người khác. Đó, thì mình học ở đó mình cảm nhận và mình biến quá hơn. Mình thấy là ok, kiến thức này nó rộng lớn quá. Thì lúc đầu á, là mình còn công việc khác nữa, thì mình chỉ định học thôi. Nhưng mà học một khoảng thời gian á, mình bị cuốn, bị kéo theo. Tại vì khi mà làm một huấn luyện viên đích thực á, nó tạo ra rất là nhiều giá trị, lợi ích đích thực cho đời sống luôn, mọi người xung quanh luôn. Mình đặt câu hỏi tại sao mình không làm một huấn luyện viên, cho nên mình quyết định đổi nghề. Thực sự tập luyện thể dục thể thao á, nó rất là tốt cho cơ thể, tốt cho sức khỏe. Thì có hai thứ quan trọng nhất của đời người mà, người ta nói là trí tuệ và sức khỏe. Thì trí tuệ là mình làm để kiếm tiền rồi, phần sức khỏe phần còn lại thì đương nhiên mình phải tập luyện để cơ thể tốt hơn, để tạo ra được trí tuệ và tiền bạc.